Ngày hôm qua thì có rất nhiều những tin tức liên quan đến XRP, chủ yếu là cựu chủ tịch của CFTC nói là XRP không phải là một chứng khoán. Thì hôm nay tôi muốn làm cái video này để mà giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và nếu như bạn là một người mà lưu trữ đồng XRP, một người mà đầu tư vào thị trường crypto thì đây là một cái tin tức mà rất là quan trọng tại vì các bạn cần phải hiểu được là tại sao mà bất cứ đồng nào cũng không muốn bị liệt vào cái hạng chứng khoán. Thì để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này thì trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện đã xảy ra cái đây rất là lâu là hơn 80 năm về trước. Thì cái tay rất lâu, hơn 80 năm về trước ở tiểu bang Florida ở Hoa Kỳ thì có một cái công ty, công ty đó tên là Howie Company. Thì công ty này là kinh doanh một cái trang trại cam quýt rất là lớn ở miền nam của Florida. Và thời điểm đó thì công ty này là đang cần vốn để mà mở rộng kinh doanh. Thì bây giờ không có vốn công ty này nghĩ ra một cách là rất là đặc biệt đó chính là sẽ cho mướn phân nửa trang trại cam quýt của mình nhưng mà điều đặc biệt ở đây là những người nào mà mướn cái mảnh đất mà để mà kinh doanh cam quýt đó thì những người mướn là họ chỉ cần là đưa tiền mướn còn những phần còn lại như là trồng trọt cam quýt là công ty Howie sẽ tiếp tục trồng trọt và đương nhiên là có lợi nhuận sẽ chia lại cho những người nào mà đã mướn đất của họ và năm 1946 thì SEC đã kiện công ty Huawei này ra tòa. Thì tại sao công ty Huawei này lại bị kiện ra tòa? Tại vì SEC có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ nói là cái giấy tờ mà công ty Huawei cho mướn đất, cái hợp đồng mướn đất đó trên căn bản đó là một cái chứng khoán chứ không phải đơn giản là một cái hợp đồng mướn đất. Và nếu như đó là một chứng khoán thì công ty Huawei đã vi phạm luật chứng khoán tại vì giấy tờ đó chưa được đăng ký với SEC. Và sau khi mà xem xét tất cả tài liệu thì quan tòa hồi lúc đó đã ra quyết định là công ty Howie đã vi phạm luật chứng khoán. Tại vì căn bản là cái giấy tờ mượn đất đó là một chứng khoán. Thì tại sao lại ra quyết định này? Có 3 điều. Điều đầu tiên quan tòa nói đó chính là điều thứ nhất, những người mà thuê đất, họ không biết gì về trầm trọt và cũng không hứng thú muốn biết về trầm trọt. Điều thứ nhì, tại sao người ta lại chấp nhận mướn đất của công ty Howie Tại vì đơn giản là người ta thấy có lợi nhuận Tuy người ta không biết trồng trọt cam như thế nào Nhưng mà người ta mướn đất Tại vì người ta muốn có được cái lợi nhuận Đến từ công ty Howie tiếp tục kinh doanh trồng trọt cam Và điều thứ ba Những người mà mướn đất này Căn bản không phải là một nông dân Mà đây là những cái dân đầu tư nên trong cái vụ kiện này thì quan tòa đã đồng ý với lại SEC nói đây là một cái vi phạm chứng khoán tại vì hợp đồng mượn đất này căn bản của chứng khoán và những người mà đi mướn đất là những nhà đầu tư, họ muốn có lợi nhuận chứ không phải là họ mướn đất để mà trồng trọt. Và đây chính là cái căn bản mà nhiều người bây giờ gọi là Hawi Test là bắt đầu từ cái sự kiện năm 1946 mà chúng ta mới vừa nói tới bởi công ty Hawi và bị kiện bởi SEC. Khi các bạn thấy được là đây là một cái căn bản mà cũng đã được dùng bởi Christian Carlo có nghĩa là cụ chủ tịch của cftc à, để mà chứng minh tôi coi, coi tại sao xrp không phải là một chứng khoán nhưng mà trước hết thì có ba cái vấn đề mà tôi nghĩ là khó khăn ở đây đầu tiên là các bạn thấy được là Christian Carlo đã cụ chủ tịch của CFTC có nghĩa là ông ta đã rời chức vụ của mình hồi năm 2019 ông ta bắt đầu làm chủ tịch của CFTC là vào năm 2013 cho đến năm 2019 thời mà chế độ của tổng thống Obama lúc đó thứ nhì thì CFTC là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ chứ không phải là ban quản lý chứng khoán SEC cho nên cho dù là Christian Carlo còn là chủ tịch của SEC chứ đừng có nói tới bây giờ ông ta là cựu chủ tịch, cho dù ông ta còn là chủ tịch thì lời nói của ông ta cũng không có tác dụng liên quan đến đồng nào mới là chứng khoán đồng nào không phải là chứng khoán, chỉ có SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ mới có thể đưa ra quyết định đó. Đây là cái điều thứ nhì mà chúng ta cần phải quan tâm đến, điều thứ ba là sau khi mà Christian Carlo uh, rời khỏi chức vụ là chủ tịch CFTC thì đã gia nhập vào một cái tổ chức văn phòng luật sư và tổ chức văn phòng luật sư này có một cái khách hàng rất là lớn đó chính là công ty Ripple, công ty đứng sau lưng đồng XRP cho nên nhiều người thì nhanh chóng chỉ ra được là ba cái điều này cho thấy được chúng ta có rất nhiều những cái mâu thuẫn và nhất là mâu thuẫn lợi ích tại vì Ripple là một cái khách hàng quan trọng của văn phòng luật sư mà Christian Carlo đang làm hiện tại. Tuy nhiên đối với Thuận thì cũng không hẳn đây là đủ để mà phủ nhận những gì mà Tristan Carlo nói trong bài nghiên cứu Tại sao XRP không phải là chứng khoán là không có lý do Tại vì các bạn thấy được là có rất nhiều điểm có lý và có rất nhiều điểm không có lý trong cái bài lập luận này Và thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn điểm nào có lý, điểm nào không có lý Và cũng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân với các bạn Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và ngày hôm nay là ngày 18 tới tháng 6 năm 2020 tại Hoa Kỳ chúng ta nhìn vào giờ Việt Nam bây giờ thì lúc tôi làm cái video này là 4 giờ 22 sáng ngày 19 tháng 6 là ngày thứ sáu tại Việt Nam và những người nào mà muốn theo dõi thuận capital cho những mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này hay là các bạn có thể vào trang web thuận capital.com sau đó bấm vào giới thiệu các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter điều quan trọng hơn nữa đây chính là những cái link chính thức nếu như các bạn tìm thấy một cái Youtube nào, một cái website nào, hay là một cái channel uh, social media nào, một cái mạng xã hội nào mà không nằm trên cái list này Thì đây không phải là một cái channel chính thức của thuận capital Nên các bạn cần phải lưu ý để mà tránh bị nhầm lẫn. Và nếu như bạn là một trader và bạn muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch thì ở phía dưới video này cũng có những cái link Đó chính là link của các sàn giao dịch như là StepX, Bybit, Binance và Coinbase Ở phần cuối video thường sẽ có giải thích rõ ràng hơn về những cái sàn này nhưng mà trước hết cũng muốn chúc mừng những bạn nào mà đã tham gia cái cuộc competition được tổ chức bởi SnapX đây là một cái cuộc thi đấu mà các bạn có thể thi đấu thông qua sàn SnapX riêng cho đội của Thuận Capital thì các bạn thấy được là cuộc thi đấu này đã chính thức chấm nhứt và các bạn thấy được là cái người mà đoạt giải đầu tiên là có cái ROI lên tới 242,5% và đứng thứ nhì là 210,36% và đứng thứ ba là 199,03% lợi nhuận thì các bạn thấy được là giải đầu tiên giải thứ nhất là 1.000 đô giải thứ nhì là 500 đô, thứ ba là 250 đô, thứ tư là 150 đô và thứ năm là 100 đô. Thì thật chúc mừng năm bạn mà đã đạt được cái giải mà được đưa ra bởi SnapX. Và những bạn nào mà đã tham gia tuy là không có được trúng giải nhưng mà các bạn vẫn có thể là nhận được 1.000 đồng Snap Point sẽ được đưa đến trong cái chương mục của các bạn trong vòng 7 ngày sau khi mà kết thúc cuộc thi đấu này, cũng như là kết thúc ngày hôm nay. Thì khi mà chúng ta nói tới how we test thì how we test này là cách mà SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như là quan tòa dùng để mà coi coi một vật nào đó có phải là chứng khoán hay là không và tại sao lại quan trọng chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu được là how we test này bao gồm những gì. Thì how we test sẽ bao gồm 3 điều. Điều đầu tiên là bao gồm một khoản tiền đầu tư, điều thứ nhì là đầu tư vào một cái doanh nghiệp chung và điều thứ ba là với kỳ vọng lợi nhuận chủ yếu đến từ nỗ lực của người khác. Thì các bạn có thể thấy được là tại sao mà công ty Huawei năm 1946 khi mà họ bán những cái giấy tờ mướn đất đó thì lại bị liệt vào chứng khoán. Các bạn có thể hiểu được là tại sao. Tại vì khi chúng ta nhìn vào ba cái điều này thì các bạn thấy được là đầu tiên là chúng ta nói tới điều đầu tiên chính là đầu tư tiền. Thì những người mà đi mướn đất đó là đưa tiền cho công ty Huawei cho nên đã chạm vào cái điều đầu tiên. Điều thứ nhì là những cái số tiền đó là được đưa trực tiếp đến cho một công ty, một doanh nghiệp chung, đó chính là công ty Howie. Và điều thứ ba là những người mà đưa tiền cho công ty Howie là họ kỳ vọng là sẽ đạt được lợi nhuận tại vì công ty Howie sẽ tiếp tục trồng trọt và sau khi mà có thu hoạch và có lời thì sẽ chia lợi nhuận cho họ. Vì lý do đó, cái hợp đồng đó, hợp đồng mà mướn đất đó được coi như là một chứng khoán. Thì khi chúng ta nhìn vào cái vấn đề này, Christian Carlo đã có những lập luận gì để nói là xrp không phải là một chứng khoán. thì đây là một cái lập luận mà được đưa ra ở trong một cái bài viết uh, của Christian Carlo cùng với lại một luật sư khác của văn phòng luật sư của ông ta. bài viết mang từ đề là cryptocurrencies and us security laws beyond bitcoin and ether. có nghĩa là đây là một bài viết liên quan tới crypto và luật pháp của Hoa Kỳ liên quan đến chứng khoán. thì để hiểu rõ hơn, để thích được ba điều này thì Christian Carlo đã đưa ra một số những cái lập luận lập luận đầu tiên mà Christian Carlo nói tới là khi chúng ta nói tới đồng XRP thì đồng XRP không phải là một khoản đầu tư tại vì công ty Ripple chưa hề có một hoạt động quảng cáo nào để mà kêu gọi người ta đầu tư vào đồng XRP. Điều thứ nhì là không có doanh nghiệp chung. Tại vì khi chúng ta nói tới là đồng XRP thì nhiều người sẽ nghĩ tới công ty Ripple. Nhưng mà Christian Carlo đã nói rất là rõ là đồng XRP và công ty Ripple là hai đơn vị độc lập. Đồng XRP không phải là được tạo ra bởi công ty Ripple mà được tạo ra bởi một cái công ty khác Công ty đó chính là công ty OpenCoin Và công ty OpenCoin này sau khi mà tạo ra đồng XRP Thì đã tặng đồng XRP cho công ty Ripple Đó chính là điều mà chúng ta đã từng nói tới trong một cái video trước đây Thì các bạn thấy được công ty OpenCoin này à, Một trong những điều mà chúng ta sẽ nói tới là lập luận này cũng có một cái lỗ hỏng mà chúng ta Cần phải suy nghĩ kỹ hơn nhưng mà ở thời điểm này thì Tristan Carlo cho là công ty OpenCoin tạo ra đồng XRP chứ không phải là công ty Ripple Cho nên đây không phải là một doanh nghiệp chung Kế tiếp thì người mua đồng XRP thì cái đồng XRP đó là không phải được tạo ra bởi công ty Ripple Mà thật ra cái số đồng XRP mà các bạn có là cái số đồng mà được tặng bởi công ty OpenCoin và khi mà người ta mua đồng XRP thì người ta mua vì nhiều lý do có người mua để mà lưu trữ lâu dài, có người mua để mà dùng để mà thanh toán hay là các bạn là một ngân hàng, một cái tổ chức đầu tư nào đó dùng đồng XRP để mà sử dụng những cái sản phẩm của công ty Ripple. Và điều thứ ba mà ông ta nói tới đó chính là người mua XRP không hẳn là có cái kỳ vọng lợi nhuận từ công ty Ripple. Tại vì sao? Tại vì ông ta nói là Ripple không có chia lợi nhuận cho những người mà giữ XRP có nghĩa là các bạn giữ đồng XRP công ty Ripple có lời hay lỗ cũng không có chia cho các bạn cho nên đây không phải là một cái lợi nhuận đến từ công ty Ripple thứ nhì là người mua XRP thì có người là đợi giá xuống nhưng như các bạn là một cái công ty di chuyển tiền thì các bạn muốn mua đồng XRP với cái giá rẻ nhưng mà có người đầu tư thì người ta muốn đồng XRP lên cao cho nên cái việc mà mua đồng XRP mà có kỳ vọng lợi nhuận thì thật ra không phải ai cũng vậy, không phải ai mua đồng XRP cũng muốn có lợi nhuận tại vì nhiều người chỉ đơn giản là sử dụng đồng XRP để mà di chuyển tiền bạc. Như nếu các bạn là một công ty di chuyển tiền thì đó là cái công cụ chính của đồng XRP. Thì các bạn thấy được đây là ba cái lập luận chính của Christian Carlo nói tại sao XRP không phải là một chứng khoán. Tại vì để tóm tắt lại, đầu tiên công ty Ripple chưa hề kêu gọi tiền đầu tư Thứ nhì nữa là đồng XRP và công ty Ripple là hai đơn vị độc lập, không phải là một doanh nghiệp chung. Và thứ ba, người mua XRP không hẳn là muốn có lợi nhuận, tùy theo là các bạn mua XRP vì lý do gì, về kinh doanh hay là đầu tư. Đây là ba luận luận chính được đưa ra bởi Tristan Carlo. Một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, những điều mà chúng ta đã từng nói tới trong vòng 3 năm qua là công ty Ripple đã rất là cẩn thận để mà tách rời công ty Ripple và đồng XRP Những bài nào mà tham gia thị trường crypto này năm 2016, 2017 và khoảng chừng là giữa năm 2018 thì các bạn cũng đã biết là lúc đó đồng XRP gọi là Ripple chứ không phải là XRP Chúng ta chỉ mới gọi đồng XRP khoảng chừng là hơn một năm mới đây Và đồng XRP trước đó cũng có một cái logo khác đó chính là cái logo Ripple cho nên các bạn thấy được là trong vòng hơn một năm qua thì công ty Ripple đã rất là nỗ lực để mà brand Có nghĩa là họ sẽ thay đổi cái logo cũng như là họ muốn mọi người biết được là đồng XRP và công ty Ripple là hai đơn vị độc lập Tại sao? Tại vì thường nghĩ là họ biết sẽ có một ngày SEC sẽ gõ cửa và hỏi tại, tại sao mà lại đưa ra một đồng chứng khoán mà không đăng ký Cho nên họ muốn tách rời công ty Ripple và đồng XRP Đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa các bạn cần phải lưu ý đó chính là công ty OpenCoin, tuy là sự thật là công ty OpenCoin này là tạo đồng XRP, sau đó những đồng XRP này mới được tặng cho công ty Ripple, nhưng mà những cái người mà lãnh đạo của công ty OpenCoin bây giờ phần lớn vẫn là những người lãnh đạo của công ty Ripple. Đây là một cái điểm mình thường nghĩ là rất là khó để mà giải thích. Và điểm thứ ba nữa là rất là khác đối với một số đồng như là Ethereum hay là Bitcoin. Các bạn cũng đã biết là ở thời điểm hiện tại chỉ có hai đồng duy nhất trong thị trường crypto mà SEC đã lên tiếng nói không phải là chứng khoán. Đầu tiên đó chính là Ethereum và thứ nhì đó chính là Bitcoin. Và cái cách mà đồng Bitcoin và đồng Ethereum phân phối đồng của họ thì các bạn cũng đã biết là thông qua hệ thống đào. Có nghĩa là những đồng mới là sẽ được từ từ được đưa ra sau khi mà được đào. XRP thì không phải như vậy, XRP đã được tạo ra trước đây và các bạn thấy được là bây giờ tuy là công ty Ripple nói là chỉ sở hữu 6,4% của tất cả đồng XRP trên thị trường Nhưng mà sự thật thì các bạn thấy là công ty Ripple sở hữu rất là nhiều Sở hữu lên tới 49,2% của tất cả Ripple mà chưa được bán ra Có nghĩa là cộng 6,4% với lại 49,2% thì công ty Ripple lưu trữ số lượng rất là lớn Và trên thực tế chỉ có 44% của đồng XRP đã đang được lưu thông ở trên thị trường còn lại là nằm ở trong cái ví của công ty Ripple cho nên đây là một cái sự rất là tập trung cho nên rất là khó để mà giải thích được là nếu như công ty Ripple nói đây không phải là của doanh nghiệp chung và những đồng XRP mà các bạn mua là không phải được tạo ra bởi công ty Ripple nhưng mà bây giờ công ty Ripple là đơn vị đứng ra để mà bán những đồng XRP này. Và một điều nữa, tuy là Tristan Carlo nói là nếu như công ty Ripple làm ăn thì có lợi nhuận thì cũng không có nghĩa là những người nào mà đang lưu trữ đồng XRP sẽ được lợi nhuận cho nên đây không phải là một chứng khoán nhưng mà đối với Thuận thì đây đương nhiên là đúng các bạn lưu trữ đồng XRP thì không có nghĩa là các bạn sẽ nhận được bất cứ một lợi nhuận nào từ công ty Ripple nhưng mà cái giá trị của đồng XRP các bạn đang lưu trữ là có giá trị và giá trị tăng lên hay là giảm xuống là tùy theo là hiệu suất làm việc của công ty Ripple, các bạn thấy được nếu như công ty Ripple có thể là thành công để mà đưa đồng XRP vào những hệ thống ngân hàng những cái công ty đối tác mà sẽ sử dụng đồng XRP liên tục thì giá của đồng XRP sẽ tăng lên cho nên các bạn nhìn một khía cạnh nào đó thì các bạn là mua đồng XRP để mà chờ được lợi nhuận đến từ công ty Ripple khi mà công ty Ripple có hiệu quả thì đồng XRP sẽ có giá trị cũng tương tự như là cái năm 1946 khi mà những người mà mua những cái hợp đồng của công ty Howie thì những cái người mà mướn đất đó họ mướn đất nhưng mà họ không làm gì hết họ chỉ đơn giản là mướn đất để đó để chờ công ty Howie làm có lợi nhuận để mà chia lợi nhuận cho họ thì thường tháng thấy đây cũng là một cái điều tương tự nhưng mà Tristan Carlo thì lại nói là chúng ta so sánh với lại những cái quỹ như là quỹ của ethereum hay là quỹ của bitcoin hay là bất cứ một đồng nào khác thì các bạn thấy được là bitcoin và ethereum thì các bạn lưu trữ đồng bitcoin lưu trữ đồng ethereum thì các bạn cũng đơn giản là cầm để mà chờ đợi coi cái sự phát triển của cái đội bitcoin core như thế nào hay là cái quỹ ethereum foundation có thể là thành công để mà đưa ra những cập nhật kế tiếp hay là không khi mà những điều đó được thành công thì đồng bitcoin và ethereum sẽ có giá trị các bạn cũng đơn giản là chờ những đơn vị đó để có thể là kích hoạt hay là nâng cấp cái hệ thống để các bạn có thể được lợi nhuận nhưng mà cái điều khác biệt ở đây là khi chúng ta nói tới là Ethereum Foundation Ethereum Foundation chỉ là một những đơn vị phát triển mạng lưới của Ethereum cũng như chúng ta nói tới Bitcoin Bitcoin Core tuy là cái đội lớn nhất nhưng mà chỉ là một trong nhiều đội mà đang phát triển cái mã nguồn của Bitcoin nhưng mà ngược lại đồng XRP thì chỉ có công ty Ripple là cái đơn vị duy nhất đứng ra để mà phát triển thì các bạn thấy được đây là một cái số cái sự khác biệt và một cái số những cái lỗ hỏng ở trong những lập luận của Christian Carlo tuy là các bạn thấy là có rất nhiều điều có lý nhưng mà thật ra cũng có rất nhiều lỗ hỏng nếu như mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì các bạn thấy là tại sao điều này là quan trọng những bạn nào mà mới tham gia vào trên crypto thì sẽ nghĩ là nếu như mà muốn cho là chứng khoán thì cứ cho là chứng khoán đi có gì đâu mà phải lo thật ra các bạn suy nghĩ như vậy thì cũng khá đơn giản tại vì các bạn thấy được là nếu như mà một cái đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán thì không đơn giản là nếu muốn liệt thì cứ cho liệt tại vì các bạn thấy được là nếu như mà đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán giả sử như XRP mà bị SEC đưa vào cái dạng chứng khoán có nghĩa là công ty Ripple hay là những người mà đang lưu trữ đồng XRP sẽ gặp rất nhiều rắc rối tại vì công ty Ripple sẽ bị phạt là công ty Ripple không có đăng ký đồng XRP như là một chứng khoán và bán chứng khoán trái phép không có giấy phép đó là điều đầu tiên nhưng mà quan trọng hơn hết là sau khi mà bị liệt vào chứng khoán thì đồng XRP sẽ bị loại bỏ hết tất cả các sàn các bạn sẽ thấy những sàn lớn như là Binance US, sàn Coinbase tất cả những sàn lớn đều không được cho giao dịch đồng XRP tại vì XRP đã là một chứng khoán chứ không phải là một cái token như là chúng ta biết hiện tại và SEC cũng như là các bạn thấy là ở trên thế giới thì có rất nhiều những cái tổ chức như là tổ chức y tế thế giới tổ chức tài chính thế giới thì sec là một trong những cái đơn vị mà đưa ra thông báo là vật nào là chứng khoán vật nào không phải thì thế giới các bạn thấy là những nước như là anh những nước như là nhật bản và nhiều những nước khác là sẽ đi theo cái xu hướng của sec có nghĩa là đồng xrp cũng sẽ lần lượt bị delist từ những cái quốc gia khác đây là một điều mà ảnh hưởng trầm trọng đối với cái sự phát triển của đồng XRP. Thường nghĩ là nhiều bạn sẽ muốn biết là như vậy thì thường có nghĩ là đồng XRP là chứng khoán hay là không? Thì để trả lời ngắn gọn, thường nghĩ là cơ hội rất cao là XRP là một chứng khoán. Tại vì các bạn thấy được là nhìn vào ba cái yếu tố trong một chứng khoán như là bao gồm một khoản tiền đầu tư, thì các bạn muốn mua được XRP, các bạn cần phải dùng tiền để mà mua. Thứ nhì là đầu tư vào một doanh nghiệp chung. Chúng ta đã nói tới là đứng sau lưng đồng XRP là công ty Ripple. Cho dù là công ty Ripple đã có những cái nỗ lực để mà tách rời công ty Ripple ra khỏi đồng XRP. Nhưng mà những cái điều như là trước đây công ty OpenCoin, một số những nhà lãnh đạo vẫn còn là lãnh đạo của công ty Ripple. Và bây giờ công ty Ripple vẫn lưu trữ cái số lượng lớn đồng XRP. Đây là một cái bất lợi và điều thứ ba là chính là kỳ vọng lợi nhuận. Thường nghĩ là đúng là có một số người có thể là lưu trữ đồng XRP vì cái lý do kinh doanh, nhưng mà thật ra bây giờ phần lớn thường nghĩ là nhiều người lưu trữ đồng XRP chỉ đơn giản là chờ đợi cái ngày mà đồng XRP lên giá. Và lịch sử cho thấy được là mỗi một lần mà công ty Ripple có một đối tác mới quan trọng hay là một tin tức tốt được đưa ra từ công ty Ripple thì đồng XRP tăng giá. Cho nên những người mà đầu tư vào đồng XRP thì với cái kỳ vọng là được lấy được lợi nhuận đến từ công ty Ripple. Cho nên ít ra thì điều đầu tiên và điều cuối cùng là hai điều mà khó có thể cải được. Điều thứ nhì là một điều mà có thể cải được nếu như mà là một lượt suy giỏi có thể nói là đồng XRP không liên quan gì đến công ty Ripple. Nhưng mà để cải thành công thì nghĩ là cũng khá khó khăn. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là tuy thằng nghĩ là cái cơ hội là cũng cao là XRP là một chứng khoán nếu như mà chúng ta áp dụng cái How We test này lên trên đồng XRP. Nhưng mà quan trọng hơn là thằng nghĩ là đồng XRP cái cơ hội mà chúng ta thấy là Harvey test được áp dụng bởi SEC lên trên đồng XRP là một cơ hội thằng nghĩ là không có cao. Cũng như là gần đây các bạn thấy được là SEC đã gõ cửa hỏi thăm công ty Block One, công ty mà đứng sau lưng đồng EOS. Thì sau đó công ty Block One đã chấp nhận đóng phạt cho SEC. Rồi cuối cùng các bạn thấy được là SEC không công nhận nhưng mà cũng không phủ nhận EOS là chứng khoán hay là không. Tôi nghĩ là cũng sẽ tương tự khi mà SEC gõ cửa hỏi thăm công ty Ripple thì hai bên cũng sẽ đàm phán và đóng một số tiền phạt cũng rất lớn và sau đó SEC cũng sẽ không chấp nhận và cũng không có phủ nhận XRP có phải là một chứng khoán hay là không. Tôi nghĩ đây là một cái kết quả mà có cái cơ hội cao hơn. Và đây là những gì mình tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Các bạn có nghĩ XRP là chứng khoán hay là không Bản thân Thuận thì bây giờ là vẫn lưu trữ đồng XRP Và cho tới ngày hôm nay Thuận vẫn chưa có nhiều cái lo ngại về những cái tin tức này Và quan trọng hơn hết là Thuận nghĩ sao cũng không quan trọng Tại vì chỉ có hai suy nghĩ là quan trọng hơn hết Như là Jack Chavinsky đã nói trên Twitter Hai cái suy nghĩ quan trọng hơn Đó chính là suy nghĩ của tòa án và suy nghĩ của SEC tất cả những cái ý kiến khác, những suy nghĩ khác coi coi XRP có phải chứng khoán hay là không thì cũng không quan trọng. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và trở lại với những sàn giao dịch. Nếu như các bạn muốn tham gia vào những sàn giao dịch thông qua link của thùng Capital thì ở phía dưới sẽ có những cái link các bạn có tham gia vào những sàn margin như là StepX, tham gia thông qua link của thùng Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí, các bạn cũng có thể tham gia sàn margin Bybit các bạn sẽ được thưởng 20 đô la và phí giao dịch sẽ được giảm 10% trong vòng một tháng. Các bạn có thể tham gia sàn Binance, sàn Binance các bạn tham gia thông qua link của Tu Capital ở phía dưới video này các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch và sàn Coinbase, nhưng mà, nào mà ở Hoa Kỳ có thể tham gia sau khi mà nạp 100 đô các bạn sẽ được thưởng 10 đô. Đương nhiên những sàn margin như là Samex và Bybit thì có cơ hội lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng rất là cao cho nên không phù hợp cho những bạn mới chỉ thích hợp như mà nào mà có kinh nghiệm trading. Và thuận, xin gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.